Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu cái món bánh chiên này rất là ngon luôn á, cùng với tôm. Phần bánh thì nó thơm nè, bên ngoài thì nó có cái độ giòn giòn, bên trong thì nó xốp và mềm, thì mình ăn nó thơm và nó béo béo nữa, ngon lắm luôn á. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh này nha. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận các video mới nhất ủng hộ mình. Trước hết thì mình chuẩn bị hành lá. Các bạn sẽ rửa sạch rồi cái mình cắt ra nhuyễn nhuyễn. Để chút nữa mình cho vô trong bột thì nó sẽ thơm. Rồi các bạn cho qua bên. Mình dùng 4 tép tỏi đập dập. Xong rồi mình sẽ băm lại. Băm cho nó nhuyễn hoặc là các bạn xay cũng được nha. Ở đây thì mình có 3 con tôm lớn. Lột vỏ sạch, các bạn sẽ đập cho nó dập ra. Rồi mình sẽ băm lại. Băm cho nó hơi nhuyễn nhuyễn chút để trộn vô bột thì cái bánh nó ngon. Mình dùng 200g bột mì đa dụng, mỗi một chén là 150g, có thể lường bằng chén. Và đây là một muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối. Cho vào đây 350ml nước. Và các bạn cho nước vô từ từ nha, mình vừa cho mình vừa khuấy vậy nè, để cho phần bột nó nhanh tan á. Rồi cái mình lấy nước mình cho vô tiếp. Thì cái lượng nước á, mình trộn xong thì chút nữa nó sẽ ra cái dạng hơi lỏng lỏng, đừng có đặc quá. Thì tùy theo cái độ hút nước của bột á, cho nên các bạn cho từ từ đi rồi mình trộn để mình điều chỉnh được lượng nước. Trộn đều hết thì bột của mình nó vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần tôm hồi nãy mình băm vô. Tôm hoặc là tép. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Có cái bánh mà các bạn có cho tôm vô thì nó thơm lắm, mình chiên lên rất là ngon. Mình trộn cho nó đều hết rồi thì các bạn sẽ cho cái phần tỏi băm vô. Rồi mình sẽ cho hành. Ở đây thì mình có cho thêm một ít ngò gí nữa đó, để cho cái bánh nó thơm. Ngò gí hoặc là rau cần tây nha, tùy theo các bạn thích cái mùi vị gì mà mình cho. Rồi mình sẽ để bột ở đây 15 phút cho bột nó nở ra. Sau 15 phút mình quay trở lại bột thì các bạn sẽ khuấy đều lên. Tại vì bột mà các bạn để nó dễ bị lắng á, mình khuấy đều lên nha. Bắt cái chảo mình cho vào đây dầu ăn. Khi dầu nóng thì mình chắc ra ha. Rồi các bạn sẽ múc bột mình cho vào giữa. Để cho cái chảo nó chỉ cần tráng một lớp dầu thôi à. Không cần phải cho dầu nhiều thì mình chiên ăn dễ bị ngán lắm. Mình dàn đều nó ra và vẫn để ở lửa nhỏ. Các bạn sẽ trở bề khi mà thấy bột nó trong lại vậy nè. Mình sẽ trở cái mặt bánh lại. Và bánh này nếu như các bạn thích ăn giòn thì mình có thể cho dầu để chiên trực tiếp luôn, không có cần chắc dầu ra, mà mình chiên ít thôi nha, không cần phải chiên nhiều dầu. Thì cái bánh của mình nó sẽ giòn. Và mình làm ít dầu vậy mình ăn không có ngán, mà cái bánh nó sẽ có cái độ xốp mềm hơn. Mình trở qua trở lại xong thì mình thấy bánh nó chín đều, nó vàng thì mình hả gấp bánh ra. Để càng lâu á, mình rán ở trên chảo á, thì cái viền bánh á, nó giòn và nó thơm. Rồi bây giờ vậy được rồi nè, mình sẽ gấp bánh ra. Rồi mình sẽ cho qua bên. Tiếp tục thì mình sẽ rán tiếp nha. Các bạn cũng múc một giá bột vậy nè, cái mình cho vô giữa. Dàn đều nó ra, để lửa nhỏ để cho bánh nó chín, nó không có bị áp khé. Khi mà bột nó trong thì mình hãy trở bề. Các bạn rán lên á, nó dậy lên cái mùi thơm lắm. Thơm của hành tỏi nè và thơm của tép nữa. Bánh vàng thì vớt ra luôn. Mình chiên xong hết rồi nè. Và trong lúc bánh còn nóng á, thì mình sẽ thoa lên đây một lớp bơ đã chảy ra. Bơ mình đã làm cho nó nóng chảy ra, các bạn thoa lên á, thì cái bánh nó bỏng và mình ăn vô nó thơm lắm. Nó thơm mùi bơ. Bánh mì bơ tỏi nè, không có cần phải mèn gì trơn. Và pha bột xong là mình có thể rán được ngay luôn. Cho thêm một ít ngò thơm lên trên.
Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh mì bơ tỏi đơn giản với tôm. Bánh có độ xốp mềm, không cần men. Bánh rất là ngon nè. Các bạn nhìn thấy cái bề mặt nó có bơ á, nó bóng. Và phần rau hành ở trên nhìn thấy nó hấp dẫn nữa. Mềm. Bên trong á, thì nó mềm, bên ngoài viền á, các bạn chiên lâu á, thì nó sẽ hơi giòn giòn. Và nó có độ dai chứ nó không có bị quá bở nha. Rất là ngon luôn á. Gia vị thì nó thơm và nó vừa miệng nữa. Với lượng này thì mình chỉ cho một muỗng cà phê muối thôi. Hoặc là các bạn có thể thay bằng một muỗng cà phê hạt nêm nha. Ngon quá. Đậm đà nè. Các bạn làm thử đi nha. Chỉ với bột mì đa dụng thôi và mình cho ra một món bánh. Nó lạ mà nó ngon nữa. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ kênh của mình để mọi người cùng biết đến kênh. Mình luôn chia sẻ những món ngon đến cho các bạn, đơn giản, dễ làm, dễ thành công cho gia đình thưởng thức. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.